Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục bài tiếp theo, đó là bài số 13 nha. Câu đầu tiên, ví dụ các bạn nói các bạn không có khỏe, người ta sẽ nói, đi khám bác sĩ đi. Xong rồi, người ta sẽ nói thêm là, đặt lịch hẹn đi. Make an appointment. Make an a point. Mình appointment. Cái đó là đọc chậm theo từ điển nha. Còn người bản xứ người ta sẽ nói là appointment. Bỏ hai cái chữ tờ đó luôn. Cái chữ tờ ở giữa và cái chữ tờ ở cuối các bạn có thể bỏ luôn nha. Thay vì nói appointment, người ta sẽ nói appointment, appointment make an appointment make an appointment i don't feel very well see the doctor make an appointment đọc từng chữ thì nó rất là dễ rồi điều quan trọng là các bạn phải nói âm nha rồi tiếp theo Ví dụ các bạn đăng ký lịch hẹn Xong rồi người ta sẽ hỏi bạn là Your name, please Thay vì người ta hỏi What's your name? Thì người ta bỏ luôn cái chữ what Người ta có thể nói là Your name Nếu người ta lịch sự Người ta có thể thêm cái chữ Please Your name please Your name, please. Your name, please. Tôi muốn đặt một cái lịch hẹn. vậy bạn tên gì. I want to make an appointment. Your name, please. rồi ví dụ cái bạn nói nhỏ quá xong rồi người ta không có nghe. Người ta yêu cầu các bạn nói lớn lên. Người ta sẽ nói read it out loud. Read it out loud. Read là đọc. Read it out loud. 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 Có nghĩa là lớn. Loud. Loud cái chữ đờ các bạn đọc rất là nhẹ thôi các bạn không có cần chú trọng quá nhiều vào cái chữ đờ đâu nha nếu nhớ thì các bạn đọc không nhớ bỏ luôn cũng được nữa rồi người ta có thể nói say hoặc là read đều được nha read it out loud từ cái chữ read và it các bạn nói read Did. read it xong rồi qua cái chữ out, read it down loud, bỏ luôn cái chữ tờ sau cái chữ out, đọc nhanh là read it down loud, read it out loud Your name please. Vui lòng cho biết tên. Read it out loud. Đọc lớn lên, nói lớn lên. Rồi tiếp theo, ví dụ người ta cho các bạn thuốc rồi. Xong rồi, trên cái bao bì của thuốc hoặc là người ta có thể dặn dò các bạn như thế này. Lắc đều trước khi uống. Cái việc lắc đều một cái gì đó trước khi uống là nó bao gồm có thuốc hoặc là một số cái nước mà có sữa. Người ta yêu cầu các bạn lắc đều trước khi uống. Nếu mà đối với thuốc á thì nó sẽ có tác dụng nhiều hơn hoặc là nếu đối với một số cái thức uống mà có sữa thì nó sẽ ngon hơn. Lắc đều trước khi uống là shake before use. Shake là lắc shake shake cái chữ bắt tay với nhau các bạn cũng sử dụng từ shake shake nhớ là shake không phải là shake 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 before use shake before use shake before use shake before use rồi tiếp theo nếu mà người ta hỏi các bạn á là bạn làm cái việc đó chưa trong trường hợp ví dụ như là các bạn phải lắc trước khi uống đi lắc trước khi dùng mà người ta muốn hỏi các bạn á là đã lắc chưa đã làm cái việc đó hay là chưa thì người ta sẽ hỏi là have you done it? Have you done it? Have you done it? Have you done it? Đây là câu hỏi chung chung cho nên bắt buộc người nghe người ta phải hiểu được người nói người ta muốn hỏi cái gì một cách cụ thể nha. Have you done it? Have you done it? Have you done it? rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn hứa sẽ làm cái gì đó cho bạn mà các bạn thích thú quá các bạn nôn quá các bạn nói là tôi không có chờ được lẹ lên đi I can't wait I can't wait I can't wait. Đọc nhanh là I can't wait. Bỏ luôn cái chữ tờ nha. I can't wait. Nhiều bạn hỏi á, làm sao để phân biệt được cái chữ can và can't. Câu trả lời có thể rất là phức tạp, nhưng mà nghĩa của một cái từ nào đó nó phụ thuộc rất là nhiều vào tình huống và thái độ của người nói nữa. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn với bạn của bạn đang ở chỗ đông người. Xong rồi bạn của bạn mới nói với bạn là Nhớ là giữ kỹ tư trang nha. Keep your belongings. Keep là giữ. Your belongings. Belongings. Có nghĩa là tư trang, hành lý cá nhân belongings. belongings. Keep your belongings. Keep your belongings. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn cần sự giúp đỡ của một ai đó, các bạn sẽ nói I need some help. Hoặc là I need help. Thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái câu I need some help. Thực ra cái nghĩa của hai cái đó nó đều giống nhau thôi, nhưng mà mình muốn cho nó dài một chút cho các bạn luyện thêm. I need some help. Some có nghĩa là một vài. I need Some help, I need some help. nhiều bạn hỏi là tại sao ở đằng trước đó nó là cái chữ some thì cái chữ help bắt buộc phải thêm cái chữ s nhưng mà cái chữ help trong trường hợp này nó là một cái từ không có đếm được cho nên mặc dù ở trước đó có cái chữ some là một vai nhưng mà sau đó cái chữ help vẫn không có thêm cái chữ S nha. I need some help. I need some help. Rồi tiếp theo, ví dụ người ta nghe cái bạn hỏi là I need some help. Người ta quay qua, người ta hỏi là Cần giúp cái gì? With what? With là với what là cái gì with what là với cái gì cần giúp đỡ nhưng mà cần giúp cái gì mới được I need some help with what rồi tiếp theo ví dụ bạn nói với một người nào đó là Ê đừng có dụ tôi nha tôi không có ngu đâu thì câu tôi không có ngu đâu I am not stupid, ngu là stupid, stupid. Tôi không có ngu à nha. I am not stupid. Đọc nhanh là I am not stupid. Am not stupid. Sau đó nó có cái chữ đờ, các bạn có thể bỏ luôn cũng được. Stupid. I am not stupid. Hoặc là I'm not stupid. Rồi tiếp theo. Ví dụ một người nào đó hỏi bạn là Anh ta còn ở đằng đó hay là không? Xong rồi bạn mới nói Anh ta vẫn còn ở đó mà. He's still there. He's still there he's still there there có nghĩa là ở đó still có nghĩa là vẫn còn he's still there he's still there rồi tiếp theo ví dụ các bạn nói anh ta còn ở đằng kia mà nhưng mà anh ta không có chịu giúp đỡ tôi anh ta vẫn còn ở đằng kia nhưng mà không có chịu giúp. Thì cái câu anh ta không có giúp đỡ tôi. He didn't help. He didn't help. Đọc nhanh là he didn't help. Didn't help. Didn't help. He's still there, but he didn't help. He's still there, but he didn't help. rồi tiếp theo ví dụ các bạn nói là anh ta chỉ giúp cô ta thôi chứ không có giúp tôi đời không có công bằng gì hết trơn á thì câu cuộc đời này không có công bằng gì hết các bạn nói life's not fair Life là cuộc sống cuộc đời is not fair. công bằng là fair. Life is not fair. đọc nhanh là life's not fair. Life's life's not fair. Life's not fair. Life's not fair. rồi tiếp theo ví dụ bạn với bạn của bạn cùng nhau chuẩn bị đi lên xe buýt đi xong rồi bạn của bạn mới kêu bạn là ê mua vé đi bạn mới nói tôi có vé rồi I got the ticket đọc nhanh là I got a Ticket. I got a ticket. I got a ticket. I got a ticket. Rồi tiếp theo. Ví dụ bạn với bạn của bạn cùng đến bán xe buýt. Nhưng mà nó đi rồi. Xong rồi bạn mới nói. It's gone. Nó đi rồi. Nó đi mất tiêu rồi. It's gone. It gone. It's gone. Đọc nhanh là it's gone. Bỏ cái chữ it mà các bạn chỉ cần xì ra cái được rồi nha. It's gone. It's gone. Rồi tiếp theo, ví dụ do bạn trễ quá mà xe nó chạy rồi, thì các bạn nói lỗi tại tôi hết trơn á, lỗi tại tôi cả, It's my fault. It's my fault. Đọc nhanh my fault. It's my fault. It's my fault. It's gone. It's my fault. rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn hỏi bạn là dạo này làm ăn thế nào bạn nói càng ngày càng tệ hơn it's getting worse it's getting worse đọc nhanh là skin worse it's getting các bạn có thể nói It's getting hoặc là It's getting. Bây giờ mình sẽ đọc theo kiểu Mỹ nha. It's getting worse. Xịn cái It's getting worse. It's getting worse. It's getting worse hoặc là nếu bạn của bạn hỏi bạn là ê dạo này đỡ ho chưa mà các bạn nói dạo này càng ngày càng tệ hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng câu này nha getting worse Rồi tiếp theo ví dụ bạn của bạn nói là ê đừng có vượt đèn đỏ don't go through the red lines. don't go Through the red light, đèn đỏ. Red light, red light. Don't là đừng. Go through là vượt qua. Go through, through. Don't go through the red line. Don't go through the red line. Rồi tiếp theo. Ví dụ bạn của bạn nhờ bạn là "Ê, bạn có thể xóa cái tin nhắn này cho tôi được hay là không? Tôi làm hoài không có được." Xong rồi các bạn mò một hồi các bạn cũng không có làm được. Các bạn mới nói "Tôi không có biết làm như thế nào nữa." I don't know how to do this. I don't know how to do this. I don't know. tôi không có biết. How là như thế nào. To do this. làm cái này. tôi không biết làm cái này như thế nào nữa. I don't know how to do this. I don't know how to do this. I don't know. How to do this. I don't know how to do this. Xong rồi, có một người khác. Người ta nói là Để cho tôi chỉ cho. Để cho tôi dạy cho. Let me teach you. Dạy là teach. teach. Không phải là teach, mà là teach Let me teach you teach you Từ teach và you Các bạn nói teach you Let me teach you I don't know how to do this Let me teach you Rồi người ta nói thêm Cái này nó không có khó đâu It's not a hard job. It's not a hard job. Hard. Hard là khó. Job là công việc, công việc khó. Hard job. It's not a hard job. It's not a hard job. It's not a hard job. I don't know how to do this. Let me teach you. It's not a hard job. Rồi, người ta nói thêm, dễ học lắm. It's easy to learn. It's easy to learn. It's easy to, learn. It's easy to Learn. It's easy to learn. Khi mà các bạn đọc nhanh á, thì nó giống như thế này. Easy, -zi. easy, -zi. easy, easy to learn. It's easy to learn. Đọc chậm là, it's easy to learn. Đọc nhanh là easy to learn. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn đang chạy xe mà xe các bạn hết xăng rồi, các bạn nói I run out of gas. I run out of gas. I run out of gas. Nói nhanh là I ra na gas I run out of gas I ra na gas I run out of gas Rồi tiếp theo, ví dụ một người nào đó hỏi các bạn là "Ê, sở thích của anh là cái gì?" Thì người ta sẽ hỏi What's your hobbies? What's your hobbies? Sở thích cái việc rảnh rỗi mà các bạn hay làm á Hobbies What's your hobbies? What's your hobbies? Rồi, ví dụ các bạn nói Tôi thích lên mạng lắm. I love to go online. I love to go online. I love to go online. I love nhớ là L xong rồi phi hơi ra love chứ đừng có nói love i love to go thì cái chữ to các bạn nói lướt qua to go to go online nhớ là online ở đằng sau cái chữ like các bạn nói với cái tư thế là cái chữ n nha online I love to go online I love to go online What's your hobbies I love to go online Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn lên mạng xong, xong rồi các bạn nghe nhạc. Bạn của bạn nghe được cái bài hát mà các bạn đang nghe. Xong rồi bạn của bạn mới nói nhiều người thích cái bài này nè. Thì người ta sẽ nói This song is popular. This song is popular. This song is popular. Song is popular. Cái chữ popular có nghĩa là phổ biến mà phổ biến có thể hiểu là được nhiều người yêu thích. This song is popular. This song is popular. popular. This song is popular. This song is popular. This song is popular. This song is popular. Rồi tiếp theo, bài này hay ghê. Bài này tuyệt ghê. Cái bài ở đây á, có nghĩa là bài hát nha. What a great song. What a great song. Thì đọc nhanh là What a great song. Bỏ cái chữ tờ nha. Thì nó sẽ ra là What a great song. Các bạn không có đọc chữ tờ, các bạn chỉ cần chặn hơi lại thôi. What a great song. What a great song. What a great song. Rồi tương tự, ví dụ các bạn khen một cái gì đó thì các bạn cứ nói là what a great cộng với lại cái mà các bạn muốn khen. Ví dụ bài học này hay ghê. What a great lesson. What a great lesson. What a great lesson. Lesson. What a great song. What a great lesson. Rồi tiếp theo, ví dụ bạn của bạn rủ bạn đi chơi mà các bạn nói là tôi không có thích đi chơi, thà tôi ở nhà. Thì câu đó các bạn nói tiếng Anh là I rather stay home. I rather stay home. Bỏ luôn chữ đờ sau cái chữ I cũng được nha. I rather. Các bạn cũng có thể nói rather. Rather. I rather stay home. I rather stay home. I rather stay home. Would you like to go out with me? I rather stay home. Rồi tiếp theo. Tôi không có thích đám đông. Tôi muốn ở nhà thôi. Tôi không có thích đám đông. I don't like crowds. I don't like Crowns Đám đông Nhiều người á Crowns Crowns Would you like to go out? I'd rather stay home I don't like crowns Nhớ trước cái chữ crowns Các bạn phải Nha Crowns rồi tiếp theo ví dụ các bạn mới mua một cái áo về xong rồi các bạn nói cái áo này nó không có vừa với tôi this shirt doesn't fit me this shirt là cái áo này doesn't là không fit là vừa me là tôi This shirt, This shirt doesn't fit me. 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 rồi tiếp theo vậy thì đem trả lại cửa hàng đi Take it, Take it back to the store. 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 This shirt doesn't fit me. Take it back to the store. Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn nói anh như con nít vậy. You look like a child. You look like a child. You look like a child. You look like a, child. You look like a, child. Like a like a child. Đứa con nít là child. Nói nó lại với nhau. Child. Xong rồi đờ nhẹ một cái. Child. You, like child. you look like a child. You look like a child. You look like a child. Rồi tiếp theo. Ví dụ các bạn xin một ai đó mà các bạn xin hoài đi. Xong rồi người ta nói là đừng có xin thêm nữa. Don't ask for more. Don't ask for more. Ask for more là xin thêm, đòi thêm, yêu cầu thêm. Don't ask for more. Do you look like a child. Don't ask for more. Cái chữ don't qua ask. Các bạn có thể nói don't mask. Hoặc là don't dask. Cũng được nha. Nhưng mà theo mình, mình quen miệng với cái kiểu nói là don't mask. Don't ask for more. You look like a child. Don't ask for more. Cái chữ ask. Bỏ luôn cái chữ ca cũng được nha. Don't ask for more. Rồi tiếp theo. Ví dụ bạn của bạn rủ bạn đi ra ngoài ăn đi. Thì thay vì người ta nói Would you like to go out to eat? thì đối với bạn bè thì nó trang trọng quá thì đối với bạn bè các bạn có thể sử dụng cái câu này Let's go out to eat Let's go out Let's có nghĩa là let us người ta viết tắt Let's go out to eat Let's go out to eat. Cái chữ ăn các bạn nhớ là eat. Không phải là eat mà là eat. Let's go out to eat. Rồi tiếp theo các bạn nói nghe vui à nha, nghe hay à nha, nghe có lý á. Thì cái câu nghe vui à nha. Các bạn nói That sounds like fun. 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 Let's go out to eat. That sounds like fun. And muốn đi đâu? Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? You want to go? You want to go? Cái chữ want to Các bạn có thể nói Wanna Where do you wanna go? Where do you wanna go? Where do you wanna go? Muốn đi đâu? Where do you wanna go? Rồi tiếp theo Để cho tôi suy nghĩ một lát coi Let me think a minute Let me, think a Let, me think a Let me think a minute. 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 Rồi tiếp theo, ví dụ các bạn nói Chắc đi ăn đồ ăn Trung Quốc đi, ha? I feel like Chinese. I feel like Chinese. Chinese. I feel like Chinese. I feel like Chinese. I feel like Chinese. Let's go out to eat. That sounds like fun. Where do you want to go? I feel like Chinese. Rồi tiếp theo, nghe có vẻ ngon rồi nha. That sounds delicious. That sounds delicious. Các bạn lưu ý cái chữ ngon. Delicious. Có thể nói cái chữ đầy là cái chữ đờ cũng được nha. Delicious. Hoặc là delicious. Trong từ điển là delicious. Người bản xứ khi mà người ta nói nhanh, cái chữ đầy thông thường nó sẽ ra cái chữ đờ. Delicious. That sounds delicious. Hakla, that sounds delicious. Let's go out to eat. That sounds like fun. Where do you wanna go? Let me think a minute. I feel like Chinese. That sounds delicious. Rồi bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nha. Mình còn rất là nhiều bài hay nữa thì các bạn có thể nhấn vào đây để theo dõi và khám phá thêm nha.